Hai người nông dân này gặp một con rắn nghìn năm tuổi trên đường lên núi. Phát hiện ra trên người con rắn có một đứa trẻ sơ sinh. Hai em bị dọa sợ ngã lăn ra đất. Họ cầu xin rắn thần tha mạng. Khi đó, người em nhân cơ lúc rắn thần không chú ý, to gan chạy đến ôm đứa trẻ bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị rắn thần đuổi theo. Rắn thần nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên tay chàng trai, khiến chàng trai sợ đến té ra quần. Anh đành dâng đứa trẻ trên tay lên trả lại rắn thần. Thấy sắp xảy ra chuyện lớn, người anh kịp thời xuất hiện, đỡ lấy đứa trẻ trong tay em trai đánh lạc hướng rắn thần. Hai anh em trốn dưới một gốc cây cổ thụ, bàn bạc phải xử lý đứa trẻ may mắn này như thế nào. Cuối cùng họ quyết định người anh sẽ nhận nuôi, nhưng vợ của ông lại vô cùng ghét bỏ đứa con rơi này. Bà tát cho chồng một bạt tai, định bắt ông đem vứt đứa trẻ đi. Nhưng bà không hề biết rằng bé gái này cao quý đến nhường nào, công chúa vừa chào đời của quốc vương này bị mất tích. Vì thế quốc vương đã không ngần ngại sai binh lính đi tìm kiếm khắp nơi. Hoàng hậu mất đi con gái cả ngày chìm trong nước mắt. Người hầu kẻ hạ cũng quỳ trong điện cầu phước lành cho công chúa của mình. Không ai ngờ rằng, công chúa bây giờ lại đang ở trong nhà của một gia đình nông thôn nghèo nàn. Chớp mắt đã vài năm trôi qua, Pikun nhỏ bé bị coi như lao động miễn phí trong nhà. Mỗi ngày đều phải làm những công việc mệt nhất, bẩn nhất. Động tí là bị mẹ nuôi và em gái ức hiếp. Dường như ngoài việc khóc ra, Pikun chỉ có thể quỳ xuống cầu xin mẹ nuôi tha lỗi. Nhưng đổi lại là những trận đòn độc ác hơn. Cô bé cứ 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Cho đến khi bố nuôi chạy vào ngăn hành động của hai người lại, cô em gái xấu xa còn đưa ra chủ ý với mẹ. Họ chuẩn bị cho Pikun ra ngoài sống một mình. Để giải tỏa cơn đói, Pikun bắt đầu một mình nhóm lửa nấu cơm. Bố nuôi lén lút đem một bát cơm đến cho Pikun. Nhưng khi cô bé đang chuẩn bị rời đi, thì không ngờ lại bị mẹ nuôi và em gái phát hiện. Mẹ nuôi trực tiếp cướp bát cơm trong tay Pikun. Cô em gái còn úp thẳng bát cơm vào đầu cô. Bất luận Pikun có kêu góc van xin thế nào thì vẫn phải chịu sự lăng nhục của họ. Hôm sau, Pikun nhặt những hạt cơm đổ dưới đất lên, cẩn thận vơ hết vào trong bát. Sau đó đến bên bờ sông rửa từng lớp bùn đất trên hạt cơm. Bởi vì đây chính là phần cơm ngày hôm nay của cô bé. Lúc này một ông lão lang thang xuất hiện trước mặt cô bé. Pikun hỏi ông lão có cần mình giúp đỡ gì không. Ông lão nói ông vừa đói vừa khát. Thế là Pikun liền đi lấy nước vào ống tre cho ông lão uống. Sau đó lại bưng bát cơm vừa mới rửa sạch đến cho ông lão, kêu ông từ từ ăn. Lúc này một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Miệng Pikun vừa nói, vừa bắt đầu nhả ra những bông hoa bằng vàng. Ông lão nhìn thấy cảnh này vui vẻ gật đầu. Cô bé vốn dĩ là công chúa cao quý của một nước, nhưng lại vô tình bị lưu lạc vào một gia đình nghèo. Mỗi ngày phải làm những công việc bẩn nhất mệt nhất, giặt những bộ quần áo giặt tám kiếp vẫn bẩn, ăn những hạt cơm thừa đầy bùn đất, chịu những năm tháng cực khổ không đáng có. Cho đến một hôm Pikun gặp một ông lão ăn mày bên bờ sông, khi cô bé nhường lại bát cơm duy nhất của mình cho ông lão. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, miệng của Pikun bắt đầu nhả ra vàng. Từng bông hoa vàng rơi xuống bát cơm. Khi Pikun muốn cảm ơn lão ăn mày, thì phát hiện ông lão đã biến mất. Pikun vội vàng nhặt vàng vào vạt áo chạy về nhà. Mẹ nuôi vừa nhìn thấy đã vội bắt lấy Pikun. Sau đó ép hỏi Pikun vàng này từ đâu ra. Thấy Pikun nói không nói nên lời, bà vội vàng chạy vào nhà giấu hết vàng. Sau đó chạy ra dạy dỗ Pikun một trận, cảnh cáo cô không được nói linh tinh với người khác. Cho đến khi bố nuôi chạy về ngăn lại, Pikun kể với bố nuôi chuyện mình vô tình có năng lực nhả ra vàng. Bố nuôi nghe xong vô cùng kinh ngạc. Ông đến tìm vợ cảnh cáo bà hãy nhìn vào phần vàng đấy, sau này hãy đối xử tốt với Pikun một chút. Nhưng cuộc sống của Pikun vẫn không có gì khởi sắc, vẫn là những công việc nhà chưa làm xong. Còn mẹ nuôi và em gái nhờ vậy mà có cuộc sống nhung lụa. Hai người mặc những bộ quần áo lộng lẫy trở về nhà, thấy Pikun vẫn chưa xong việc, mẹ nuôi lấy gáo nước đổ thẳng lên đầu Pikun, khiến toàn thân cô bé ướt sũng mới chịu thôi. Hôm đó mẹ nuôi thấy vàng trong hòm sắp hết, liền nảy ra một kế. Bà ta chạy đến tìm Pikun ép con bé tiếp tục nhả ra vàng. Nhưng Pikun bé nhỏ sao có thể hiểu được những chuyện này chứ. Pikun bị mẹ nuôi kéo ra ngoài, đẩy một cái ngã lăn ra đất. Bà ta bắt cô bé quỳ xuống, nếu không nhả ra vàng thì đừng hòng đứng dậy. Pikun vừa quỳ vừa khóc cầu xin tha thứ. Sau đó miệng con bé lại bắt đầu nhả ra vàng, toàn bộ vàng rơi hết xuống đất. Cảnh tượng này vừa hay bị bà thím hàng xóm nhìn thấy. Mẹ nuôi vội vàng quỳ xuống nhặt vàng, sau đó lấy ra một cục đưa cho bà thím, kêu bà phải tuyệt đối giữ bí mật. Cứ như vậy chớp mắt đã nhiều năm trôi qua. Pikun ngày nào giờ đã khôn lớn xinh đẹp, nhưng cảnh ngộ của cô vẫn không chút thay đổi. Cô bạn thân đến hẹn Pikun chuẩn bị đi xem lễ hội thả đèn hoa đăng, nhưng lại bị mẹ nuôi phát hiện và ngăn lại. Bà ta còn xé tan bộ quần áo mới của Pikun. Tối đó hai người chỉ đành cản trang, lén lút đến tham gia lễ hội hoa đăng trong làng. Pikun trước giờ chưa từng được ra khỏi cửa, sợ sệt nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh. Cô lo lắng kéo tay bạn thân, nhưng lại không cẩn thận đụng phải một chàng trai khác. Cô vội vàng đứng dậy bỏ chạy cùng với bạn thân. Chiếc khăn đội đầu rơi dưới đất vô tình bị tôi tớ của chàng trai đó nhặt được. Anh lập tức phát hiện ra trên chiếc khăn có một mùi hương đặc biệt. Điều này khiến anh càng thêm chắc chắn, chủ nhân của chiếc khăn này chắc chắn không hề tầm thường. Anh quyết định phải tìm bằng được cô gái đó.